Chuyện kinh dị nghề thầy cúng, một ngoại truyện trong series Ma ám xóm trọ sinh viên, kể về cuộc sống của bố con Thành Mo, một nhân vật rất được yêu thích với biệt danh cả thầy cúng nửa mùa, Gia Cắp Mo tiên sinh. Tác giả Nguyễn Nam, giọng đọc Tả Từ, Bí ẩn Radio. Xin chào các bạn. Bố tôi là một thầy pháp có đến non mấy chục năm hành nghề trong lĩnh vực tâm linh. Bố tôi tên là Hoan, nên ở nhà tôi vẫn hay gọi bố tôi là cậu. Cậu Hoan ở đây có lẽ do cách gọi của người xứ tôi vẫn hay dùng để gọi những người có phép phù thủy trên thông thiên văn giới tường địa lý, biết việc trời tường việc đất, nên người ta cứ gọi cả tên lẫn mấy chữ là cậu để thêm phần tôn kính. Tôi còn nhớ năm tôi chưa đẻ, cậu tôi đi Lào làm ăn buôn gỗ. Thời ấy cậu còn lang bạt lăn lộn kiếm sống ghê lắm. Cậu lấy mẹ tôi năm 94, đầu năm 95 đi Lào, đến tháng 9 năm 95 thì đẻ tôi. Lúc mẹ tôi mang thai tôi, cậu tôi còn ở bên Lào. Sau thì mới nghe tin mẹ tôi sắp lâm bồn, thì cậu tôi đành bỏ việc để về Việt Nam chăm vợ. Giờ tôi được sinh ra và cái ngày hôm ấy cũng là ngày rất đẹp. Cậu tôi bấm độn xem giờ thì vỗ đùi đen đép một cái, bảo với bà nội và mẹ tôi rằng: "Khá, khá lắm. Thằng cu này mai sau lớn ấy thì cũng khuấy trời đạp đất lắm đây. Nó sinh vào giờ Chí Dương, dương khí mạnh lắm. Nhà ta bao đời nối nghiệp nhau làm thầy rồi, nay tôi mới thấy có người có cái dương khí nó mạnh như thế. Thằng này ấy mai sau lớn lên cho nối nghiệp là giỏi lắm đây." Cậu bảo như thế thì bà tôi mới của: "Theo nghiệp của bố mày làm cái gì? Chỉ tổ gánh cái nghiệp ma thù quỷ ghét thôi, hay ho cái gì mà cứ theo." Cậu tôi không cãi, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Mẹ cứ để đấy rồi xem. Trời đã sắp duyên rồi thì chạy đâu cho khỏi nắng. Mình không muốn nhưng mà nó cứ lăn vào mình ấy chứ. Ngay bản thân con đây này, đã bao giờ con nghĩ con làm thầy đâu. Ấy thế mà năm 18 tuổi bị sét đánh không chết, rồi gặp trận sốt cao, tự nhiên như có ai mách bảo, rồi đầu óc tinh tường. Có cái quyển sách của dòng họ Mai truyền lại, cái nghề thầy pháp ấy, đọc đến đâu nhớ đến đấy, cứ như là người ta chỉ ấy. Đấy, nó cũng là cái duyên, có ngắt mà chẳng được đâu mẹ." Cậu tôi năm 18, trước lúc lấy mẹ tôi khoảng 7 năm. Cậu tôi gan dạ lắm, hay cùng với đám trai làng đi chơi đêm. Có lần cậu tôi đi xem chiếu bóng ở làng khác với đám thanh niên 5-6 người, cả nam lẫn nữ. Đi xem chiếu bóng xong, đến lúc về qua gốc cây đa. Cây đa làng này người ta vẫn đồn nhau là có ma quỷ xuất hiện. Nhiều người leo lên đây bị ma du cho ngã vỡ đầu gãy chân. Thành ra cái lời đồn cứ chuyển mãi, làm cho người dân quanh đây sợ lắm. Cậu tôi đi đến gốc đa lúc ấy cũng đã là 12 giờ khuya. Đám thanh niên súm cả vào sợ hãi, không ai dám đi đến trước. Chỉ có cậu tôi là gan dạ nhất nên xung phong đi đầu. Vừa đến gốc đa, cả đoàn thanh niên bỗng nghe từ phía sau gốc có tiếng khóc thút thít, làm cả đám súng vào nhau, không ai dám đi nhanh. Chỉ có cậu tôi là đứng lại, nghe ngóng một hồi rồi mới bảo: "Chúng mày không cần phải sợ đâu, để tao xem đứa nào ngồi khóc ở đây." Cả đám đi cùng với cậu tôi sợ lắm, nhưng cũng đánh bạo nấp sau lưng cậu tôi mà đi tới xem. Thì đằng sau gốc đa, đúng là có đứa con gái ngồi khóc thút thít thật. Thế là cậu tôi mới bước tới rồi hỏi: "Ê, con cái nhà ai mà ngồi khóc ở đây thế này? Bố mẹ mắng hay làm sao mà? Thôi đi về đi, ở đây nhiều ma lắm đấy." Nói rồi cậu tôi đi lại phía cô gái, định kéo cô ta ngồi dậy. Thì bất ngờ tay cậu tôi như chạm phải làn da mềm nhũn, lèo nhèo như sờ một thứ gì đã nhũn ra, chứ không phải là đàn hồi như da người. Đã vậy còn lạnh toát nữa. Vừa giật mình rụt lại, thì bất ngờ cô gái kia cũng quay mặt ra dưới gốc đa. Chỉ có ánh trăng chiếu xuống mờ mờ tỏ tỏ, không nom rõ mặt. Mà cậu tôi chỉ thấy có hai đôi mắt to như hai cái đèn bão trụm vào nhau. Miệng cô ta cười há ra ngoắc đến tận mang tai, rồi cười rất dãi chảy long thong xuống mép. Thế là đám con gái đi cùng với cậu tôi chỉ kịp kêu lên là: "Ôi giời ơi!" Lúc này từ trong gốc đa phụt ra toàn khói xanh lè xanh đét. Rồi cái đứa kia nó bò lên cây nhanh như con vượn, ngồi vắt vẻo, thòng cái chân dài cả 2 mét xuống,
Rồi nó cười lên khanh khách. Có một đứa con gái trong số đó sợ quá mà lăn ra ngất tại chỗ. Còn đám kia thì bỏ chạy hết. Cậu tôi tuy có giật mình thật và hơi ghê ghê, nhưng lúc ấy cậu tôi vẫn kịp xốc đứa con gái kia lên lưng mà bỏ chạy. Vừa chạy sau lưng vừa nghe thấy tiếng cười khanh khách, vừa thấy cái cây đa rung lên bần bật, làm quả rơi lục bộp dưới đất. Cậu tôi cõng cái người ấy chạy về đến đầu làng, thì bọn thanh niên đi cùng đã chờ ở đấy, bị cậu tôi chỉ cho một trận nên thân. Người con gái mà cậu tôi cõng về hôm ấy chẳng phải ai khác mà chính là bà mẹ của tôi bây giờ. Đó là lần đầu tiên cậu tôi gặp ma và chứng kiến chạm vào nó. Cũng là lần đầu đưa cậu tôi đến với cái duyên nghiệp làm thầy. Vì nhà tôi từ thời các cụ truyền lại cho đến ông nội tôi đều là thầy phù thủy giỏi có tiếng trong làng. Chỉ có cậu Hoan nhà tôi tính tình ngang ngạnh và tôi giống hệt tính của cậu. Quả là bố nào con đấy cũng ngang ngạnh ương bướng nghịch ngợm như nhau, nên cậu Hoan bị ông bắt học mà không chịu. Ông nội tôi vẫn phá một câu mà về sau ông mất rồi, câu ấy vẫn vận vào người cậu tôi. Ông nội tôi bảo kiểu gì mai sau cậu tôi cũng bị trời đánh không chết, rồi cũng phải theo cái nghiệp tổ tiên mà thôi. Thì đúng thật, năm đó cậu tôi đi làm đồng, hôm ấy trời mưa giông, cậu tôi ở lại cố nốt mấy lượt bừa rồi mới định đánh trâu đi về. Vừa lúc định đưa trâu lên đường cái thì một tiếng sét chói chang đánh xuống cách cậu tôi chỉ 1 mét. Lập tức cậu tôi ngã ra đất mà sùi bọt mép, con trâu thì lăn ra mà chết tại chỗ. Thế là cả nhà cậu tôi được ăn thịt trâu nướng sét. Còn cậu tôi được bà con làng xóm khiêng về nhà. Tài cái là cậu tôi chẳng làm sao cả, người ngợm không bị bỏng chỗ nào, mà hơi thở thì vẫn đều đều. Chỉ phải cái cậu tôi sốt cao lắm, người cứng giật lên đùng đùng. Cậu kể lúc ấy hai mắt cậu như có lửa cháy mà toàn thân nóng ran lên, muốn mở mắt ra bật dậy thì bỏng rát không sao mà mở được. Về sau tôi mới biết là cậu tôi đang được các ngài khai nhãn cho nên không mở mắt được. Ly bì suốt cho đến đúng cái ngày mùng âm tháng đó, cậu tôi mở mắt ra, ngồi bật dậy thì nói liên tuyên, nào là mấy ngày nay được gặp ông Nam Tào Bắc Đầu, được gặp quan nọ quan kia dẫn dắt đi chơi ở chỗ này chỗ nọ. Lời cậu tôi nói ra trong nhà chẳng ai hiểu gì. Cậu tôi nói liên tuyên một hồi thì chạy ra đường cầm cái gậy tầm bông đập xuống đất như là đang đuổi ai đó. Cút ngay, mày lảng vảng ở đây làm cái gì? Nói rồi cậu tôi cứ đập cái tầm bông xuống đất rồi đuổi một mạch ra tận mãi ngoài ngõ. Sau đó mới chạy vào trong nhà, quỳ xuống ban thờ của ông nội tôi mà khấn ông nội. Lúc trước ông nội tôi mất đi, có để lại một quyển sách truyền đời nhiều năm từ lâu lắm rồi, và một cái gậy đầu bịt đồng mạ vàng chuyên dùng để khảo vong đánh ma quỷ âm binh. Cậu Hoan tôi khấn một hồi thì mang quyển sách ấy xuống, rồi đem vào trong phòng đóng cửa đọc mấy ngày mấy đêm. Không ăn gì, chỉ uống nước lã thôi, ai gọi cũng không được. Cho đến hôm thứ ba thì cậu tôi bỗng nhiên mở cửa. Đi ra thì mặt cậu tái xanh, cả nhà mới xúm lại hỏi. Thì cậu nói, mấy ngày vừa rồi cứ như có ai điều khiển ý, không làm chủ được bản thân. Hôm trước thấy có một con mẹ chết oan lâu năm, nó ở trên cây xoan trước cổng. Nó đứng nghe trộm chuyện trong nhà, định chờ tháng 7 này vào để ám nhà mình đấy. Chẳng biết tại sao lại cầm gậy chạy ra đánh đuổi nó. Cậu kể đến đây thì cả nhà mới sợ hãi. Bà nội tôi mới bảo, hay là mày phải làm thầy thật rồi, chứ có ai thấy mày đánh đuổi người nào đâu, chỉ thấy có mỗi mày đuổi theo đánh vào không khí thôi. Thế là từ ấy cậu Hoan tôi lại thành ra một ông thầy phù thủy có phép bắt ma đánh quỷ. Cuốn sách nhà họ Mai tôi bên trong toàn là những mẹo, những phép cầu cúng, rồi cách vẽ bùa, làm bùa viết sớ, các thuật mượn âm binh nuôi âm binh, mượn thần thánh giao ai vào thân xác để hiển linh chấn áp ma thiên quỷ cái. Dù cuốn sách viết bằng chữ nho nhưng cậu tôi xem vanh vách hiểu hết và đọc được hết nội dung trong đó, dù cậu chưa bao giờ học chữ nho. Cậu tôi kể hồi ấy cậu chỉ mới vào nghề thì ban đầu người ta không có tin, nhưng về sau cậu còn đoán được cả việc người ta sắp tai nạn trong làng. Giả như cái ông trưởng ngày ấy là ông trưởng thôn, một hôm ông đi từ ngoài đồng xem xét thủy nông về, gặp cậu Hoan tôi ở ngoài đường.
Cậu tôi chặn xe lại rồi bảo với ông Trường: Chú Trường, đến hôm mùng 7, mùng 7 ta nhé, đừng có mà chở con đi chơi sông nước mà nó kéo trần đấy thì khốn. Ông Trường là cán bộ thôn làng, tất nhiên là ông không tin, chỉ mắng cậu Hoan là nói liên thuyên, rồi đuổi cậu tôi về, cấm không cho nói mấy cái chuyện mê tín dị đoan láo tách như thế. Thế mà đúng cái hôm mùng 7 âm, cậu Hoan tôi đang ngồi uống nước chè, bỗng đâu ông Trường bế con trai mà chạy sọc vào, khóc lóc mếu máo xin cậu tôi cứu cho. Hỏi ra mới biết là hôm nay ông ấy cho con đi tắm sông, lúc thằng con bơi ra giữa dòng thì bị ai đó kéo chân ngập tút xuống dưới nước. Ông Trường may mắn lao theo thì may cứu được lên mà hô hấp nhân tạo, được một hồi thì ọc nước ra ngoài. Cũng là lúc thằng con trai ông Trường lâm vào cảnh hôn mê, nó vẫn còn thở nhưng tay chân đã lại ngắt rồi. Lúc đó ông Trường như nghe có người nói khe khẽ bên tai: mang đến nhà cậu Hoan, mang đến nhà cậu Hoan. Tức thì ông Trường như có người dắt đi, bế con chạy một mạch vào nhà tôi cầu cứu cậu tôi. Cậu tôi thì cũng không trách việc bị ông Trường mắng hôm trước, mà bảo ông cứ bình tĩnh, đặt thằng con xuống, nó vẫn còn ướt sũng quần áo, rồi nằm ra nhà. Cậu Hoan tôi lấy trên bàn thờ cái gậy bịt đồng, gõ lách cách xuống nền nhà, rồi lâm nhâm đọc chú. Bất ngờ đặt cái gậy luồn vào lưng thằng con ông Trường, rồi một hai dựng nó dậy. Sau đó nhanh tay đánh mạnh vào lưng nó một cái. Từ trong bụng thằng bé phụt ra một vật gì bằng kim loại lấp lánh, lúc cầm lên thì là một cái nhẫn mắc trong cổ. Cậu Hoan tôi mới phán: thằng này ấy, nó bị hồn dưới sông nhắm vào hôm trước rồi, tôi đã cảnh báo rồi mà không nghe. Cái nhẫn này là con ma dưới nước nó nhét vào mồm đấy, người nhà mà không biết để đưa tới đây thì mấy hôm nữa thằng này nó đi tự tử là khổ. Người ta bảo ở nơi sông nước không nên tự ý đánh rơi cái vật của mình, hoặc là không được đem cái vật gì dưới sông nước mang về là của mình đâu, nếu không ý, dễ bị các vong bên dưới nó dẫn đi. Nói rồi cậu tôi vẽ lá bùa to trùm lên người thằng bé, bảo phải để nó vào cái thúng đậy lại rồi mới được gánh đem về nhà. Nhớ đi trên đường không được mở cái thúng ra, để mà giấu, không cho bọn ma quỷ ở trên đường thấy mặt, chúng nó lại kéo đi tiếp. Về nhà rồi thì lấy lá bùa này dán ở trước cổng, một lá dán ở đầu giường, 7 ngày không được đi đâu thì mới yên được. Nói đoạn cậu Hoan đặt thằng bé mới học lớp 3 vào trong cái thúng, rồi giúp ông Trường gánh về nhà. Trên đường đi thì giải vàng mã xuống hai bên. Ông Trường làm y như vậy thì con trai ông tỉnh lại. Từ ấy danh cậu Hoan tôi mới được người làng đồn thổi nhau biết đến. Nhưng ban đầu cậu tôi không định sống bằng cái nghề xem bói xem toán, mà lại thích đi buôn cho biết đây biết đó. Thế là sau này cậu Hoan lấy mẹ, rồi mẹ có mang tôi thì cậu theo mấy anh em buôn gỗ sang Lào làm ăn. Bên Lào cũng là đất rừng tương nước độc, lắm ma lắm. Cậu tôi làm gỗ buôn qua đường biên đưa về Việt Nam tiêu thụ. Cậu tôi có lần kể cho tôi rằng nhiều ông bên đấy trêu con gái thầy bùa thiểu số, rồi bị bùa cho cắt đứt lưỡi méo mồm thành công. Nhiều lần cậu Hoan chạm mặt đám phù thủy bên Lào còn đấu phép cứu anh em nữa. Nhớ có lần đoàn buôn của cậu có tranh chấp với một đoàn buôn khác cũng người Việt. May sao đoàn của cậu tôi tranh được xuất gỗ tốt nên chủ bên kia căm lắm, muốn mời thầy về hại cả đoàn cậu tôi. Thế là hôm sau, anh em trong đoàn của cậu tôi nôn mửa ra những mặt xanh mặt vàng. Ai cũng mặt bủng da trì vàng nhợt ra như người ốm sắp chết vậy. Chỉ có duy nhất cậu tôi là không sao. Chỉ nhìn qua cậu tôi đã biết là mấy anh em bị ám hại rồi. Nên một mình cậu lấy tóc của hơn chục anh em đem bỏ vào một cái bùa, rồi mang bùa cho con gà tía nuốt đi. Một mình cậu làm bùa để con gà dẫn đường tìm đến nhà ông thầy phù thủy. Cậu Hoan tôi biết tiếng Lào. Cậu đứng ngoài sân nói vọng vào trong, bảo cái ông thầy phù thủy mau thu lại phép, kẻo cậu tôi ra tay giải được bùa thì nó quật lại chết cả nhà ông thầy phù thủy. Ông ta sợ quá, biết là cậu tôi cao tay ấn nên mới thu phép lại, rồi mời cậu tôi vào uống nước. Nhưng cậu tôi cũng biết đề phòng, lúc đón chén nước màu vàng cậu cũng xoa tay một cái, miệng đọc chú, thì bất ngờ chén nước chuyển sang màu đỏ như máu. Mời vào chơi sao còn định hại tao? Tao mà uống nước này vào thì thối ruột thối gan chết có ngày. Ông thầy kia bắt đầu xin lỗi rối rít, rồi bảo với cậu:
đại ý của lão là chỉ thử tài xem có thật là giỏi hay không, chứ nước này không có bùa. Rồi ông thầy người Lào bưng chén nước đó lên uống để làm tin. Thế là ông ta xin được nhận cậu tôi làm anh em kết nghĩa, thầy sẽ không làm bùa để hại đoàn môn gỗ cậu tôi nữa. Cậu tôi là người nghĩ hiệp, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Ở đất khách thì chỉ nên thêm bạn chứ không nên thêm thù, và cũng đồng ý làm anh em. Sau hôm đó, đoàn môn gỗ của cậu tôi khỏe re ra. Cậu tôi mới nói với mọi người, chính cậu tôi nhìn thấy có ba con ma già trẻ người Lào ngồi ngoài cửa, nó làm cho mọi người đau ốm. Chúng nó chỉ sợ cậu tôi nên không dám lại gần lại. Tôi chăm chú ngồi nghe cậu tôi kể chuyện ngày trẻ mà như được sống trong vô vàn những điều kỳ diệu của thế giới tâm linh. Những câu chuyện ấy về sau cũng góp phần làm cái trí tò mò của tôi càng thêm thích thú, và không ít lần kéo tôi vào những cuộc phiêu lưu sau này để tôi làm cái nghề ma hờn quỷ ghét, cứu người cứu đời, phát dương quang đại cái nghề phù thủy của họ nhà tôi. Cậu tôi bên Lào được gần một năm buôn bán, cũng có một tí vốn liếng gọi là dắt lưng. Quê tôi ngày xưa nghèo lắm, dân khổ phải đi tứ xứ làm ăn, đâu đâu cũng có mặt, làm đủ mọi nghề. Cậu tôi nghe tin mẹ tôi sắp đẻ thì tức tốc từ Lào về. Đúng hôm về đến nhà thì cũng là ngày lần đầu tôi được hít thở và thấy ánh sáng trên đời. Cậu tôi bế tôi cười khanh khách, nhìn xuống cái tã rồi vạch ra xem. Cậu hô lên, súng, nhà có súng rồi. Thế là mẹ tôi đang nằm dưỡng sức cũng phải phì cười. Rồi cậu tôi đặt tên tôi là Thành, ý mong tôi mai sau thành công thành đạt thành danh. Cái hồi ấy thì làng nghèo quá. Năm tôi đến 6, cậu Hoan đưa tôi và mẹ cùng với bà nội chuyển làng về huyện miền núi ở trong tỉnh để lập nghiệp. Vùng ấy làm gỗ rất tiện và dễ giao thương với các nơi, cũng dễ cả việc lấy gỗ đem buôn. Còn đất dưới này thì vẫn để ở đó, chờ khi nào phát triển thì sẽ về. Ngày mới lên đất mới ở đây, dân không đông cũng chẳng thưa, nhưng được cái lắm điều quái dị. Trong xóm có mấy đứa trẻ con thường xúm lại bắt nạt tôi. Đám ấy có con bé Liên chạc tuổi tôi. Nhà nó bố là lái buôn trâu từ miền ngược về miền xuôi nên khá giàu. Còn nhà tôi mới lên có được mảnh đất cắm rồi đã là may rồi. Ở thì có cái nhà tạm lập gỗ kiểu dân Thái Đen hoặc là Mường trên này. Đất mới để làm ăn, nhưng cũng là cái đất sống gần rừng, không tránh khỏi được chuyện ma quỷ hoành hành khi đất rộng người thưa. Cả khu ấy người ta quây lại thành một quần thể nương tựa vào nhau mà sống. Cậu Hoan của tôi cũng đi chào hỏi bà con lối xóm, rồi họ cũng nhiệt tình giúp đỡ và chào hỏi cậu tôi. Cậu tôi cho thuê học ở một trường xã nơi quê mới cùng đám mấy con bé Liên. Chúng tôi cũng dần thân nhau, không còn bắt nạt nhau như trước nữa. Bố con Liên buôn trâu mát tay lắm, mỗi lần đi là đem về cả đàn trâu rất to, đem bán về xuôi lấy mấy chục triệu đồng. Cậu tôi bên này có buôn gỗ là đồ thủ công rất đẹp, nên hai người cũng dần dần thân nhau, đi lại uống nước luôn, vừa là xã giao, vừa làm ăn về lâu về dài, vừa là tình làng nghĩa xóm nương tựa vào nhau nữa. Bố con Liên không biết cậu Hoan là phù thủy. Chẳng ai ở quê mới này biết cậu tôi có phép phù thủy, vì cậu tôi vẫn giấu nghề, không muốn cho người ta biết, sợ lôi thôi. Nhưng hôm đó bố con Liên chuẩn bị đi buôn ở một chỗ xa trong vùng nơi quê mới thì có qua nhà tôi chơi và chào hỏi bố tôi rồi mới đi. Cậu Hoan tôi nhìn thấy bố con Liên sang chơi thì mời vào uống nước. Hai người ngồi ngoài sân trên chõng tre uống chè với nhau. Bỗng cậu Hoan thấy hai mắt bố con Liên xám xịt, giữa trán có một vầng thâm đen nổi lên thì băn khoăn lắm. Ngẫm nghĩ mà không dám nói. Thấy được bộ cậu Hoan tôi ấp úng ngập ngừng, bố con Liên mới hỏi. Kìa, anh có việc gì mà cứ buồn chồn thế? Cậu Hoan tôi ngập ngừng rồi cũng nói. Thế bao giờ thì chú đi, đi có lâu không? Dạ, ngày mai em đi, đi khoảng một tuần thì về. Sao anh hỏi thế? Tôi dặn đây này, đi mua trâu bò nơi đất khách ấy thì chớ có sinh sự với người ta là tốt nhất, cả mang họa đấy. Bố con Linh nghe thấy cậu tôi nói xong thì chẳng biết thế nào, chỉ gật cù ậm ờ cho qua. Rồi hôm sau ông ta theo 5 người khác đi buôn trâu. Bẵng đi vài hôm,
Hôm ấy tôi đang ngồi học ở trong lớp thì có người nhà con Liên chạy vào gọi nó ra. Chỉ thấy con Liên mắt đỏ hoe ầng ực nước, vào cắp cặp đi ra ngoài không nói với tôi câu nào. Tôi không dám hỏi cũng không dám về cùng vì sợ cô giáo mắng. Nhưng tôi đoán chắc là hẳn phải có điều gì đó không hay xảy ra rồi. Chờ mãi tiết học đến chiều thì mới xong. Tôi lấy xe đạp phóng như bay về nhà. Đạp xe qua một ngọn đồi đường loằng ngoằng dài như chăn gió. Tôi đỗ xe ở cổng rồi chạy vào gọi. Cậu, cậu ơi! Tôi cất tiếng gọi hai ba lượt không thấy ai thưa, thì lại gọi tiếp. Bố, bố ơi! Cũng chẳng thấy cậu An tôi đâu. Chỉ có bà tôi đi vào khẽ nói. Bố mày bên nhà con Liên đấy. Bố con bên ấy làm chi? Ngày đầu bố con Liên ấy chẳng biết buôn bán thế nào, đàn trâu nó xéo cho gãy hết chân tay, vỡ mặt vỡ mũi rồi, dập cả phổi, phải khiêng về nhà mà chết. Ngày đầu năm ông đi buôn cùng thì có hai ông bị trâu dẫm lòi cả óc ra. Bố con Liên chạy xuống cái rãnh trốn, cứ tưởng thoát được thì bị hai con nó đuổi, luống cuống thế nào mà ngã ra đất, bị nó dẫm cho thành ra nông nỗi thế này. Đến khổ, nhà đang làm ăn phát đạt thì họa ở đâu nó ập đến. Còn dập cả phổi, phải khiêng về nhà. Tôi vội chạy sang nhà cái Liên, thấy người ta ở đây đông lắm, tôi mới chen vào. Thấy con Liên ngồi ở giường nắm lấy tay bố nó. Bố nó mặt mũi người ngậm toàn máu, bông măng kín hết cả mặt mũi, bên mắt bị dập nát đen xì tím lại. Tôi hại quá không dám vào xem, chỉ thấy ớn lạnh trong người. Rồi bố nó mới thều thào đuổi hết mọi người đi ra, gọi mỗi cậu Hoan nhà tôi vào để mà thì thầm to nhỏ cái điều gì. Rồi tự nhiên không khí trong căn nhà lạnh lẽo, có mỗi tôi có thể cảm nhận được thì phải. Tôi thấy một bóng trắng lờ mờ từ người bố con Liên ngồi dậy, rồi từ từ đi ra xuyên qua đám đông. Tôi nhìn theo bóng trắng ấy cứ tần ngần. Cái bóng cũng dừng lại tựa như nó biết tôi có thể cảm nhận được và lờ mờ thấy nó. Cái bóng đó đi ra cổng, thì trong nhà cậu Hoan tôi đi ra nói với mọi người. Chia buồn với gia đình, chú ấy mất rồi. Gia đình lo liệu chuẩn bị tang ma đi, rồi có gì tôi giúp cho. Nói rồi cậu tôi đi về nhà, tôi chạy theo gọi với lại. Cậu ơi! Từ từ, có gì về nhà nói sau, để cậu đi giúp đằng người ta cái đã. Tôi định kể cho cậu tôi nghe cái chuyện tôi thấy cái bóng và cảm nhận được cái luồng âm khí trong nhà khi bố con Liên mất đi. Cậu tôi về nhà chuẩn bị cho đồ đạc vào chắp cỗ, rồi đi sang bên nhà kia. Bên nhà con Liên đã có tiếng khóc lóc ỉ ôi rồi. Rồi tiếng kèn đám ma réo rắt, nghe ảo não và thê lương đến giận. Tôi chạy sang đó thì cậu tôi đã vào làm lễ cúng, rồi đưa người chết vào quan rồi. 12 giờ đêm, cậu tôi lấy ra hai cái thúng, rồi gánh cái gậy có bịp mạ vàng gia truyền của nhà tôi, gánh hai cái thúng lên vai làm trò trong đám tang. Đây cũng là một nghi thức để giúp đưa hồn người chết qua sông dưới âm phủ cho mát mẻ. Cậu Hoan tôi nhảy múa một hồi, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt lại, cũng đứng giữa nhà cầm cái gậy bịt vàng chống cách xuống dưới nền nhà, rồi trỏ tay xuống thềm sân mà mắt cậu sáng lên như có ai nhập vào. Nhìn sắc mặt có vẻ oai nghiêm lắm. Cậu quát: Chúng bay, ở đâu đến đây, sao dám bém mảng đến lưu cữu người đã khuất? Có ta canh giữ ở đây, còn lại gần ta đánh cho tan hồn nát phách. Cả đám ma như ngây ra không biết có chuyện gì xảy ra với cậu tôi. Hỏi ra thì mới biết ở quê cũ có mấy lần cậu bị như thế này rồi. Cậu gõ lách cách cái hèo xuống đất 7 tiếng, rồi múa tít, ném ba cây nhang từ trong nhà ra ngoài sân, rồi cầm gậy như đánh đuổi chạy tít ra bên ngoài đường. Sau đó cậu tôi cười lên khanh khách, lại nhảy múa ác hơn nữa. Gậy trong tay cậu múa tít xung quanh quan tài đến mãi 3 giờ sáng mới thôi. Tức thì ở đâu một con mèo đen từ bên ngoài chạy vào. Cậu tôi đã nom thấy nó. Tức mình cậu quát lên: Ma quái ở đâu, vào đây chưa có làm càn. Tức thì con mèo nhanh như cắt nhảy vọt đến nhắm ngang cái quan tài gỗ mà phóng qua. Cậu tôi bèn tung cước về phía nó. Về sau tôi mới biết ấy là cái thế võ gia truyền chuyên dùng để đá bọn ma quỷ. Cậu tôi đá cho một cước rất đẹp như phim trường Hồng Kông mà tôi vẫn xem, nhắm ngay lúc con mèo phóng qua vừa đến chính giữa áo quan thì ăn một sút. Con mèo bật trở lại, văng vào tường kêu ngao ngao, lại định nhảy lên một lần nữa. Phản xạ của con mèo vốn đã nhanh rồi,
mà cậu tôi còn nhanh hơn. Lần thứ hai nó nhảy đến, cũng bị đá bật ngược lại. Đến lần thứ ba, cậu tôi quắc mắt như giận dữ, đỏ mặt tía tai. Súc sinh, ta không thương, không đánh, lại còn ép ta phải đánh à? Con mèo lại lao vút đến, thì một quật vào giữa đầu, bắn ra ngoài hiên vỡ óc chết ngay. Người nhà người làng xem cái màn đánh mèo đuổi quỷ đấy thì há mồm ngơ ngác, vừa không khỏi sợ hãi, có người yêu bóng vía liền lùi mất đi. Cậu tôi cả đêm không ngủ, cứ canh mãi. Cho đến sáng 7 giờ thì cậu tôi dẫn đầu đoàn tang lễ. Bất ngờ cậu đưa cho tôi một lá cờ đen bảo tôi đi cùng cậu. Tôi còn nhỏ nên cầm cái cờ vừa đủ sức, cậu tôi cầm lá cờ to hơn. Lá cờ tang có hình sóng viền, bên trong là các ô vuông đen trắng xen kẽ lồng vào nhau, ở chính giữa là hình của ô vuông màu đen. Cậu tôi bảo tôi quay lá cờ giống cậu, mỗi cậu con một đường để đuổi bọn ma trên đường đi đưa tang. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được cậu Hoan tôi nhờ hộ lễ làm phép đưa bố con Liên ra ngoài bãi tha ma sát chân đồi. Sau hôm ấy, cậu tôi sửa soạn đi đâu tôi cũng chả rõ, nhưng cậu đi mấy ngày thì mới về. Tôi có hỏi nhưng cậu không nói. Mãi đến khi cậu thì thầm to nhỏ với mẹ tôi thì tôi mới biết. Cậu tôi đi gọi hồn của hai người lái trâu chết trong đoàn của bố con Liên, và còn tìm đến cái nhà người đã hại chết ba mạng người này. Thì ra bố con Liên đi buôn trâu ở chỗ xa, gặp ngay nhà của lão phù thủy rất giỏi các bùa tà phép. Ban đầu đã ngã giá trâu xong xuôi, bố con Liên cùng đám anh em đã quyết định mua trâu của nhà ông ta. Trong nhà ông ta có cô con gái lại rất thích bố con Liên, nên ngày hôm đó có lả lơi lời qua tiếng lại xin một đứa con. Nhưng bố con Liên cự tuyệt không đồng ý. Cô gái đó mới giận quá về mách bố. Ông bố lại là phù thủy bán trâu hôm trước. Đêm đó ông ta đã giết một con mèo, rồi lấy các loại lá làm bùa vẽ vào mặt trâu. Rồi nhân lúc không để ý, cô con gái của ông thầy phù thủy lấy trộm được một ít tóc của ba trong số năm người lái trâu. Lão thầy bùa đốt bùa có kèm tóc của ba người, trong đó có bố con Liên, rồi hơ vào mắt trâu. Mắt con trâu bỗng chuyển sang màu đỏ như máu, lóe lên ánh sáng rất kỳ dị. Ngay sáng hôm sau, ông ta giao toàn bộ số trâu cho bố con Liên, rồi vẫn tươi cười vui vẻ như không có chuyện gì. Đợi cho đến khi bố con Liên dắt trâu đi, đem đóng cọc trên một cỏ vắng để nghỉ ngơi, thì đêm hôm ấy, đàn trâu bỗng lồm lên phát điên. Chẳng hiểu sao, chúng cứ nhằm đám người bố con Liên mà đuổi theo. Có hai người chạy được, còn ba người bố con Liên thì bị đàn trâu điên dẫm đạp cho đến chết. Và chính số trâu ấy đã tự trở về với chủ cũ, đó là lão thầy phù thủy kia. Chuyến này cậu Hoan đi là để đòi lại số trâu ấy. Cậu kể với mẹ tôi nên toàn bộ ngày hôm đó tôi đều nghe được. Hôm đó cậu tôi lặn lội mất một ngày thì mới đến được nhà ông ta. Cậu Hoan tôi giả làm lái trâu, vừa đến nơi đã thấy ông ta ngồi ngoài sân hút thuốc từ điếu bát. Cậu tôi bước đến rồi bảo: "Có phải bác có bán trâu không?" "Phải, anh muốn mua mấy con?" "Dạ, cháu mua cả đàn ạ." Ông ta mắt sáng lên khi thấy cậu Hoan tôi nói, chắc mẩm là lần này dễ lại được một mẻ hời như lần trước rồi. Lão bảo con gái đến tiếp cận cậu Hoan, rồi nhân lúc sơ ý mà lấy tóc để lão làm phép. Tất nhiên cậu Hoan tôi biết cả, nên khi đứa con gái lấy tóc của cậu tôi thì cậu tôi đã chuẩn bị hết rồi. Lúc ấy cậu tôi giả vờ ngủ, rồi chờ cho bố con lão thầy phù thủy kia mang tóc của cậu đi. Thì cậu tôi cũng rón rén mà trở dậy, lấy bôi chuẩn bị sẵn, chấm lên tai những con trâu mỗi con một chấm, rồi lâm nhâm đọc chú. Sau đó cậu vuốt nhẹ nhẹ lên trán con trâu một lượt, xong ba cái đâu đấy, rồi cậu đi trở lại vào nằm ngủ tiếp. Sáng hôm sau cậu đánh trâu ra, rồi trả tiền lão thầy phù thủy. Đến bãi đất trống có cỏ ấy, cậu thả đàn trâu cho chúng nó ăn cỏ, rồi thắp nhang khấn: "Hỡi anh em chết oan chết uổng ở nơi này, tôi đến để chiêu hồn anh em về đây. Anh em có thiêng thì bám vào cái lá cờ sau lưng tôi mà theo về." Nói xong thì cậu đốt ba que nhang cắm vào lá cờ phía sau lưng, rồi ngồi xuống bãi cỏ. Quả thật ngay sau đó, đàn trâu bỗng nhiên lồng lên hai mắt đỏ ngầu. Nhưng lần này nó không nhắm vào hướng cậu tôi, mà chạy ao ao về phía nhà lão thầy phù thủy. Cậu Hoan tôi chỉ ngồi thong thả cười rồi lẩm nhẩm: "Giá cứ để cho ta đem trâu đi thì lão không sao lại có tiền rồi. Đây là tự lão hại lão thôi, chứ không phải là ta hại lão đâu."
Nói rồi cậu Hoan thong thả đi về phía nhà lão thầy phù thủy, theo sau đàn trâu. Đàn trâu thì phi như bay, cắt bụi mù mịt. Vừa xông vào đã húc đổ cả rộng cả cổng ngõ nhà thầy Tính. Cả đàn gần chục con lao đến nhà cửa vườn tược bị dây xéo phá hết đi. Lúc cậu tôi tới thì đã thấy ngoài sân hương án đổ ngổn ngang. Đoán ngay lão này vừa bắn trâu khỏi cửa đã lập đàn làm phép rồi. Còn đàn trâu thì con nào con đấy hung dữ đứng bao vây quanh nhà. Cậu tôi cất tiếng gọi: "Lão kia, sao lão ác thế? Đã cầm tiền rồi còn muốn giết người ta. Âu làm ác thì trời phạt đấy, chớ có trách tôi. Ba mạng người đổi lấy bộ ấm chén với đôi chân kia thì cũng là quá rẻ rồi." Lão thầy cúng trong nhà nói vọng ra, giọng thều thào như đau lắm, vừa nói vừa giọng như van xin: Anh cũng là người biết phép, tôi có mắt chẳng thấy núi Thái Sơn. Mong anh làm phúc tha cho, đem trâu về, tôi xin gửi lại tiền bạc cả cái lần trước nữa. Cũng không có dám lấy của anh đâu, anh tha cho tôi để tôi còn chuộc lỗi." Nói rồi cậu Hoan đi đến từng con trâu, lấy nước rửa vết vôi trên tai chúng, rồi vuốt ba cái vào trán con trâu lâm nhâm đọc gì đấy. Đoạn cậu nói lớn trong nhà bảo: "Ông kia với cô nữa, ra đây, tôi đã thu phép rồi. Mau ra đây mà nghe tôi nói đây này." Ông lão đau quá được đứa con gái mở cửa dìu ra bên ngoài. Hóa ra lão ta bị trâu húc vào hạ bộ, rồi hai chân bị trâu dẫm đã sưng vù cả lên. "Ông bị quật lại là do ông hại tôi trước, chứ tôi không có ý hại ông. Chỉ muốn lấy lại cái đàn trâu của anh em tôi mà thôi. Số tiền họ trả ông coi như tiền thuốc men ông chữa bệnh, còn số tiền ông lấy của tôi thì trả lại cho tôi, để tôi đem trâu về trả cho gia đình người ta nuôi, không thì cụt vốn làm ăn. Còn ông, theo nghiệp thầy phải lấy đức làm trọng, chớ có luyện bùa hại người, có ngày hại thân đấy. Thôi, chào ông và cô, tôi xin phép." Nói rồi cậu Hoan tôi thong thả đuổi trâu về, mặc kệ hai bố con lão ta kêu rống lên mà không làm gì được. Sau đợt ấy, cậu tôi mang đàn trâu về chia cho mấy nhà có người mất, mỗi người vài con, coi như bù đắp lại phần nào mất mát. Con trâu vốn rất hiền, nó là biểu tượng của người nông dân Việt Nam cùng cây lúa, cái cày, cái bừa. Nhưng có khi lại bị những kẻ làm bùa mượn chúng để hại người thì thật quá độc ác. Tôi nghe cậu tôi kể chuyện tìm trâu mà vừa nghe vừa thấy cậu tôi sao mà tài quá. Tự nhiên tôi cũng muốn đi theo nghiệp của cậu tôi để sau này giúp người giúp đời. Cậu Hoan dù đã cố che giấu cái nghề phù thủy, chỉ muốn lẳng lặng cứu người, nhưng qua những lần mà cậu ra tay giúp đỡ bà con ở quê thì không sao giấu được cái tài phép của cậu. Tôi còn nhớ cùng năm bố con cái Liên bị trâu dẫm chết, trong xóm tôi có bà Lan. Bà không phải là người nơi khác đến làm ăn, mà là dân chính gốc ở đây. Có lần bà Lan đi đâu trên núi về, cánh một đống củi to lắm. Bà ấy về đến nhà rồi nằm vật ra đất thở phì phì như tiếng có vật gì chứ không phải là tiếng người. Cậu tôi đang ngồi làm cờ quạt ngoài sân thì người nhà bà chạy sang bảo: Cậu Hoan ơi, cậu sang nhà cháu xem mẹ cháu làm sao đi. Bà cụ đi làm về thì nằm lăn ra đất ngủ ngáy như sấm ấy, mà nghe trong mồm cứ có cái tiếng gì như là tiếng kêu con gì ấy, sợ lắm cậu ơi." Cậu tôi nghe xong thì ném cái quạt xuống chiếu, rồi xắn tay áo lấy đồ nghề chạy theo người nhà bà Lan. Tôi cũng tất tả chạy theo cậu. Lúc này bà Lan đã dậy rồi, nhưng bà bò lùm cùm dưới đất, miệng gầm gừ như là tiếng gì đó. Đúng rồi, tôi nhận ra bà Lan gầm gừ như tiếng con vật chứ không phải là tiếng người. Cậu tôi thấy bà bò dưới đất bằng cả tay lẫn chân, cổ họng có thứ gì phát ra mà chắc chắn con người không sao phát ra được. Cậu tôi ngăn mọi người không cho ai vào trong. Cậu lấy trong chắp cỗ đựng đồ ra một cái bát màu đen. Tôi biết đấy là bù hóng, cậu tôi cạo trong bếp để vẽ mặt. Cậu tôi vẽ mặt rất xấu như ma lem nghịch ngoạc vào mắt mũi. Sau đó thì cầm gậy múa mấy vòng ngoài sân. Cậu tôi bảo với mọi người: "Bà này đi vào rừng gặp ngay phải hồn con hùng tinh rồi. Con này nó chết đâu rồi, con hùng tinh nó nhập vào người theo về nhà thì mới thành ra như vậy. Mọi người chưa có lại gần nó, nó mà nhảy ra vồ phải thì khốn đấy." Nói rồi cậu tôi nhảy vào trong nhà đóng cửa lại, vật nhau với bà Lan. Bà Lan vần qua vần lại, nhảy vồ như con hổ thật.
Vốn họ loài mèo thì chân nó có đệm, lại có cấu trúc cơ thể khác con người, cho nên có khả năng phóng người đi rất nhẹ nhàng mà lại xa nữa. Nhưng con người cơ bản không thể làm được như mèo hay hổ. Bà Lan thì phóng người vun vút, cậu tôi lăn người tránh né mà vẫn bị tay của bà ta cào rách trúng quần áo. Cậu tôi lừa một miếng cho bà Lan nhảy tới vồ, thì lách sang bên lấy cái gậy luồn xuống dưới bụng, hất một cái bà Lan nhấc bổng người lên cao. Cậu tôi mới vòng lại đá một cú khôi tinh thích đầu, lại một cú mai hoa đạp tuyết làm cho bà Lan bật ra ngoài xô tung cánh cửa. Cậu tôi bèn nhảy tới trói chân trói tay bà ta lại bằng chỉ ngũ sắc, rồi gõ xuống đất một cái đến cạch. Cậu tôi quát to: "Súc sinh này ở đâu đến đây mà mày lại theo người ta về nhà nhập vào họ, còn hành người ta ra nông nỗi này?" Con hùng tinh trong người bà Lan lại gầm gừ trong cổ họng, nghe chẳng ra tiếng người. Thế mà cậu tôi nghe được thì cứ gật gù nói: "Giờ tao chẳng muốn đánh mày làm cái gì, nhưng thả mày đi thì mày lại hại người. Mày nhìn xem có nhận ra tao là ai không? Giờ thì mày theo tao về nhà tao thờ như thần. Mày đồng ý thì chui vào bức tranh này, thoát ra khỏi người đàn bà kia đi. Nếu không nghe, tao viết sớ gửi lên tòa Nam Tào lục đinh lục giáp, không tha cho đâu. Còn bị lưới tầm sét đánh cho tan nát thì ngài, khi ấy chớ trách tao ác." Con hùng tinh có vẻ như biết sợ, nó nằm lăn ra đất mấy vòng. Non bà Lan bây giờ chẳng khác gì con mèo. Cậu tôi mới lôi ra một bức tranh vẽ bằng giấy điệp, hình một ông hổ đang nằm trầu. Con hùng thấy bức tranh thì tức thì gầm lên, rồi thoát ra khỏi người bà Lan. Cậu Hoan nhanh tay cuộn bức tranh lại, rồi buộc bằng chỉ ngũ sắc cất vào trong cháp gỗ. Tôi đứng tần ngần ra đấy, nhìn bà con vỗ tay hoan hô cậu tôi: "Tài quá, đúng là người tài, người đâu mà giỏi thế?" Cậu tôi lúc này mới kể cho bà Lan, rồi đỡ bà ngồi dậy. Có tất cả bà con lối xóm ở xung quanh, cậu tôi mới hỏi: "Bà đi đâu mà để nó nhập vào người thế?" Bà Lan nói như mếu: Lúc tôi đi từ rừng về thì nghe có tiếng gầm gừ ở sau lưng. Tôi quay lại thì không thấy ai. Đi một đoạn thì nghe có tiếng gầm gừ to hơn ở phía sau. Lại quay lại tiếp thì cũng vẫn không thấy ai. Cho đến cái lần thứ ba tôi quay lại, thì lúc này có một con hổ nó ngồi chồm hổm ở trên cây. Nó đi bằng hai chân rồi cười như tiếng người ấy. Một con hổ biết cười mà lại còn nhe răng ra khanh khách nữa. Tôi sợ quá mới hét lớn. Mà vừa mở mồm ra thì con hổ nó nhảy từ trên cây xuống. Thể là tôi chả biết cái gì cả. Cậu tôi nghe xong thì quay ra nói: "Mọi người thấy đấy, vào rừng thì tránh đúc giờ giữa trưa ra. Đây là cái vùng núi, ma quỷ nhiều, người thì ít. Những cái giờ độc ý, thì dễ bị trêu đấy. Khoảng 12 giờ trưa hay là sau 7 giờ tối, hoặc khi nửa đêm nữa. Đừng có mà lang thang chỗ vắng, dễ gặp ma lắm đấy." Cậu Hoan bảo như vậy, rồi cho bà Lam một lá bùa vàng, bảo đeo vào cổ cho an toàn. Xong cậu cắp cháp đi về. Tôi chạy theo cậu hỏi véo von: "Cậu ơi, nãy cậu vẽ ông gì mà xấu thế hả cậu?" Cậu Hoan cười mà mắng tôi: "Hừ, xử bố mày, không biết à? Ông ấy là bố cái đại vương đấy, con ạ." Hóa ra cậu tôi thỉnh ông bố cái đại vương về để làm con hổ tinh sợ hãi. Tục truyền rằng ngày xưa, cụ Phùng Hưng tay không đánh chết hổ. Nên sau khi mất, thì nhiều nơi tạc tượng ở các bìa rừng. Hổ trông thấy liền sợ mà không dám vào làng vào bản để bắt người bắt lợn nữa. Nên cậu tôi mượn oai vẽ mặt trấn áp con vật đang ở trong thân xác người phàm. Tính ra dù tâm linh chưa thể lý giải, nhưng nó cũng khá logic. Các vị thần vị thánh, mỗi vị có một cái oai riêng trấn áp mạnh mẽ những loại ma quỷ riêng. Cậu tôi từ tốn đem những điều ấy mà giảng giải cho tôi, làm cho tôi ngày càng say mê cái thế giới tâm linh này. Đến nỗi khi tới lớp, tôi cũng học vẽ bùa ra giấy, rồi bắt chước cậu Hoan tôi bắt quyết, rồi lâm nhâm giả vờ đọc chú pháp. Đám con Liên thì xúm lại thấy vậy thì thích thú lắm. Tôi cũng tán phét, bảo đám con gái đưa tay cho tôi cầm, rồi còn giả bộ xem chỉ tay. Bọn bạn tôi từ ấy đặt cho tôi cái biệt danh nghe vừa hề vừa kêu. Chúng nó gọi tôi với cái tên là Thành Mo. Cái tên ấy đi với tôi suốt bao năm tháng, cho đến tận khi lớn học đại học, ra đi làm thì bạn tôi vẫn còn gọi tôi là Thành Mo. Cậu Hoan tôi sau khi bắt con hổ tinh về thì đem lên trên một cái ban thờ cậu làm ở góc cổng mà thờ nó. Tôi có hỏi: "Sao cậu không đốt quách nó đi còn đem thờ nó làm gì?" Cậu xoa đầu để tôi ngồi vào lòng rồi bảo:
Sao mà ác thế? Trời có đức hiếu sinh, con phải nhớ, nhiều loại ma quỷ đã có tâm hối cải, thì mình cũng nên để cho nó được siêu thoát, hoặc hướng nó theo làm những điều có ích. Không nên thẳng tay quá, chỉ tổ khổ mình về sau thôi. Con hổ tinh này cậu để canh cổng. Nó là giống tinh nhưng mà tính người, cũng có thờ nó thì nó là thần. Còn ngược bằng không ấy, kép bỏ đánh đuổi nó thì nó oán, nó hóa ra ma. Cái gì trên đời này cũng thế. Mình thành tâm đối xử với mọi người xung quanh mà tốt ấy, thì dĩ nhiên mọi người cũng yêu quý con hơn. Lời cậu nói con phải nhớ lấy nghe không? Tôi gật đầu mở tấm tranh con hổ ra. Thì không chỉ có một con mà có tới 5 con. Cậu ơi, tranh này có 5 con hổ là sao hả cậu? Tranh ngũ hổ trốn thiêng đấy. Đem dán lên cửa thì được các ngài phù hộ cho. Bọn ma quỷ tạp nham thấy các ông ấy thì sợ nên mà không dám vào. Hai cậu con tôi đang tỉ tê nói chuyện thì bên ngoài có tiếng chào hỏi xì xầm. Tôi mới chạy ra xem. Hóa ra có mấy người ở nơi khác đến đây sinh sống giống như cậu tôi cách đây mấy năm. Họ đến để canh tác trên các đồi hoang. Người đứng đầu đoàn người mới đến ấy là bác Tĩnh. Bác chỉ hơn bố tôi một vài tuổi, đi cùng vài người đàn bà và thêm một bọn trẻ con. Bác Tĩnh có đứa con gái cũng độ tuổi tôi tên là Yến. Con Yến nó xinh lắm, có má lúm đồng tiền với răng khểnh cười rất duyên. Tóc nó đen dài và mượt. Nhà nó mua được một mảnh đất con ở sát nhà tôi. Tính ra tôi lại có hàng xóm mới. Cậu tôi cũng sang chào hỏi xã giao, không quên bảo bác Tĩnh nếu có gì khó khăn cứ sang đây cậu tôi giúp. Con Yến thì cũng được đi học. Bố mẹ với các chú nó thì ngày ngày đi lên đồi trồng cây ăn quả. Nó không có xe đạp nên tôi với con Liên vẫn thay nhau chở nó đi, vì trường tôi xa lắm, đường lại xấu nữa. Có hôm tôi đèo con Yến vào trong sân nó, thấy bố nó đem ở đâu về một hòn gì rất to, nhìn dài dài hình như bằng sắt. Tôi nhìn vật đấy mà bác Tĩnh đem về, cứ thấy cái gì đó sai sai thì phải. Tôi đã ngờ ngợ rồi nhưng không nói cho ai biết. Tôi nhớ hôm ấy sau buổi học chiều, tôi chở Yến đi cùng con Liên. Hẹn nhau mai chủ nhật tôi và hai đứa đi bẫy sóc trên đồi. Lúc về tôi còn gào lên: Yến ơi, nhớ mai nhá, mai đi đồi bẫy sóc, đừng có mà đi chăn dê đấy. Con bé Yến thì mỗi khi đi về lại ra ngoài bãi cỏ chăn dê. Nhà nó nuôi một đàn dê giống rất to, để bán con cho các nhà muốn nuôi hoặc có khi giết thịt. Tôi có sang đấy tìm nó thì đã thấy nó ra ngoài đi chăn rồi. Bác Tĩnh bố của nó cũng không có nhà, nên tôi chạy sang nhà con Liên tìm nó để lấy vở bài tập toán. Đang đứng sớ dớ ở trước cổng nói chuyện với con Liên thì một tiếng nổ vang trời làm rung chuyển như động đất. Tôi đè nghiến con Liên xuống đất, nằm đè lên nó để che chắn. Một lúc sau tiếng nổ hết, đất đã hết rung chuyển. Tôi mới ngồi lên đỡ con Liên dậy. Con Liên mặt đỏ bừng, nó mới bảo tôi: Thằng Thánh Mo, mẹ mày nhá, bà tao bảo đàn ông đàn bà đè lên nhau là phải lấy nhau đấy, mai sau mày phải lấy tao. Tôi ngây ngô búng ra cái tách vào trán nó. Điên à? Cậu Hoan bảo bao giờ đè lên nhau ấy mà có trẻ con ra thì mới phải lấy nhau. Hai đứa tôi lại chí chóe một hồi thì có tiếng người hô hoán chạy về kêu lên: Thành Mo, cậu Hoan, cậu Hoan đâu, gọi cậu ra đây. Làm sao thế bác, có chuyện gì thế? Nổ bom, cưa bom chết người, chết người ngoài bãi rồi. Tôi hãi quá chạy vào trong nhà gọi cậu tôi ầm cả lên. Nhưng cậu tôi đi đâu rồi không có nhà. Tôi kéo con Liên chạy ra ngoài bãi cỏ chân đồi một lúc. Tôi ra đến nơi thì người ta đã bu vào xem đông lắm. Tôi bảo con Liên đứng ngoài đừng có vào. Tôi chen vào trong thì suýt chút nữa đã hét lên. Vì bên trong ấy có hai cái xác đã bị nổ nát bét, chân tay văng mỗi chỗ một nơi. Mặt mũi nát bấy ra, không trông rõ mặt. Một đoạn cánh tay văng lên ngọn xà cừ móc vào lủng lẳng, thịt ra vào máu tươi. Ruột gan vèo phổi văng tứ tung, không biết của anh với của ai. Tôi cứ tưởng chỉ có hai người chết thôi, nào ngờ nhìn ra một đoạn, tôi không tin vào mắt mình. Một đàn dê cũng bị bom thổi chết la liệt xung quanh. Dưới mương nước người ta lôi lên một cái xác trẻ con. Nhìn gương mặt bị bom chém qua đã sức nát, nhưng tôi nhận ra cái mái tóc và cái kẹp tóc màu hồng. Đó là con Yến. Nó bị bom nổ nát hai chân tay, mặt thì đầy mảnh bom. Một mảnh đỉnh đầu bịt chém vào nhưng không đứt hẳn, mà lập mảnh xương sọ lòi ốc trắng ra bên ngoài.
Tôi choáng váng vì sợ và vì cảnh máu me quá sốc ấy. Tôi khuỵu ngay xuống, mặt tái dại đi, cắt cung ra giọt máu. Tôi nghe bên tai có bà nói chuyện rằng bà ấy có thấy bác Tĩnh cùng một chú khác ngồi cưa bom ngoài bãi đất, đúng lúc con Yến lùa dê lại gần xem. Bác Tĩnh không kịp đuổi thì có bom phát nổ, thổi bay hết tất cả. Hóa ra con Yến sẽ không bao giờ còn được đi bẫy sóc với chúng tôi nữa. Lúc này cậu Hoan mới từ đâu chạy về. Cậu bảo tôi về nhà ngay, dắt cả con Liêm về, không được ra ngoài này nữa. Tôi sợ quá, hai chân tê dại, mãi không lê chân mà nhúc nhích được. Tôi cố lết và lấy hết can đảm dắt cái Liêm về. Tôi không dám kể cho nó cái hình ảnh đau đớn, khổ sở của con Yến. Chỉ bảo nó rằng, về đi, con Yến nó chết rồi. Bố nó, chú nó cũng thế. Nó không có mẹ, thế là chết cả nhà rồi. Con Liên nghe như vậy thì ngã ra đất mà ngất đi. Tôi phải cõng nó về nhà, đặt ra võng rồi bấm huyệt nhân trung cho nó tỉnh. Tỉnh dậy thì nó khóc. Dù gì cũng là bạn bè mấy tháng qua, hai đứa nó đã thân nhau lắm rồi, mà nay con Yến chết bất ngờ quá, không ai không khỏi sốc trước tình cảnh như vậy. Chỉ thấy cậu Hoan tôi về nhà xẻ mấy tấm gỗ thô rồi đóng đóng đục đục. Một hồi trời bắt đầu tối, ba cái áo quan không quá to được dân trong xóm thay nhau bê ra ngoài bãi cỏ. Và cũng chính tay cậu Hoan tôi bốc từng mảnh thi thể người đem bỏ vào ba cái áo quan đóng tạm. Rồi chẳng kèn trống gì, cả xóm đào ba cái huyệt chôn ngay chứ không dám đem về nhà của bác Tĩnh nữa. Những căn nhà vắng vẻ đơn sơ, mái lá lại tối om. Thi thoảng vài tiếng tôn thừa, gió to lại vất vơ bay rung lên vầm vật. Tôi bỗng dưng rùng cả mình. Nhớ lại cái cảnh hôm qua cả nhà bác Tĩnh hãy còn mời tôi vào ăn cơm cá nấu khế chua, mà nay đã ra người thiên cổ hết rồi. Đến cái vật bằng sắt bác Tĩnh đem về hôm qua mà tôi ngờ ngờ nó là khối sắt đấy, thì đúng là quả bom bác đào được lúc cuốc đất trồng cây trên đồi. Cậu tôi làm gì ngoài ấy, đến mãi 12 giờ đêm mới về. Lần đầu tiên tôi thấy mặt cậu tôi tái xanh ngắt. Cậu Hoan nằm vật ra chõng thở phì phì. Người cậu lại ngắt bảo tôi, con, rót cho cậu cốc nước. Tôi vội chạy đi rót cho cậu Hoan rồi nói, cậu làm sao thế, hay cậu trúng gió rồi? Nhìn cậu xanh quá, cậu ốm mất rồi. Cậu tôi lắc đầu, không, cậu định làm lễ chiêu hồn về nhập mồ mà không có được. Có lẽ cậu phải về dưới quê một chuyến để xin sắc vua Lê về làm lễ cầu giải oan cho nhà bác Tĩnh mới được. Chứ để hồn họ vất vưởng nơi rừng thiêng nước độc này, dễ sinh ra các loại ma dữ lắm. Thế khi nào cậu đi? Sáng mai cậu đi. Con ở nhà nhớ nghe lời bà lời mẹ, đừng có mà nghịch ngợm bén mảng ra ngoài ấy, mà nó bắt đấy. Cậu không có ở đây thì khốn. Nói rồi cậu Hoan vào sau nhà tắm. Hôm sau sáng sớm tôi đã thấy cậu lục đục dậy để về quê sớm. Tôi cứ trằn trọc không sao ngủ được. Lúc ấy tôi mở cửa hé mắt nhìn ra nhà bác Tĩnh. Bên ấy tối om, trời hãy còn sớm. Cái ghế tựa đóng bằng cây trúc mà bác Tĩnh thi thoảng vẫn ngồi dựa lưng đung đưa, cho nó gật gù lên xuống mỗi buổi trưa, nay vẫn nằm chỏng trơ bên ngoài hiên nhà. Tôi bỗng lờ mờ thấy từ ngoài đường đi chậm chậm vào trong sân hai cái bóng trắng, một cái nhỏ hơn giống trẻ con, một cái đi vào trong nhà. Bỗng dưng từ đâu gió lạnh thổi qua cửa sổ lùa vào giường tôi. Cái ghế tựa ngoài hiên nhà bác Tĩnh bỗng lắc lư gật gù như có người đang ngồi trên ấy, dùng sức mà đung đưa gà gật. Cái ghế kêu cót két răng rắc của mộng trúc cọ vào nhau làm âm thanh rất lớn. Tôi nằm im nhìn ba cái bóng đi lại bên trong nhà, rồi một lúc sau thì biến mất. Lúc này tôi mới với tay khép cửa lại. Đôi tay tôi mới đưa ra với lấy cánh cửa sổ bên ngoài, thì từ đâu tiếng chim lợn kêu anh ếch, rồi tiếng trong các nhà trong xóm chu lên những hồi dài thê lương và rợn óc. Tôi nhanh tay định kéo cánh cửa cho mau, thì bất chợt hai bàn tay ai nắm lấy bàn tay tôi kéo mạnh lại. Tôi giật mình kinh hãi khi bên ngoài chỉ có duy nhất hai cánh tay bị đứt lìa đang nắm lấy tay tôi, còn lại không thấy người đâu cả. Như vậy chỉ có thể là ma chứ không thể là người được. Tôi kêu cứu nhưng hình như không có ai nghe thấy tôi. Lúc này từ bên dưới ngoài cái vườn nhà bác Tĩnh chui từ dưới đất lên ba cái đầu người đang nghe răng trắng muốt. Ba cái đầu như cười với tôi, như chế nhạo và hù dọa tôi. Một con sóc chui ra từ trong miệng cái đầu bé nhất. Con sóc nhảy lên lao vào mặt tôi bất ngờ, làm tôi giật nảy người nhào ra phía sau, rồi lộn cổ xuống dưới đất.
Tôi lồm cồm bò dậy. Ba cái bóng lúc này đã đứng sát cái chấn song cửa sổ bên giường. Họ đứng bám cả vào thanh chắn. Cái bóng bé nhất với cặp mắt xanh như thôi miên tôi. Cái gậy bịt vàng của tôi để trên bàn thờ bỗng rung lên bần bật, như đang cảnh báo những hồn ma bên ngoài để bảo vệ tôi. Sáu cánh tay dài ra bắt đầu chui vào bên trong. Tôi lùi lại bò ngược về phía sau, thì những cánh tay ma quái vẫn cứ dài ra mãi, dài mãi. Sắp bắt được tôi rồi, chỉ một khắc nữa thôi nó túm được tôi. Bỗng đâu bên ngoài cổng phát ra một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Tiếng gầm chói tai rội vào bên trong nhà, làm những cánh tay rụt lại. Cái gậy bịp vàng rơi từ trên bàn thờ xuống, trên đầu gậy có ba chấm màu đỏ đang sáng lên. Tôi không biết lúc ấy suy nghĩ gì mà nhặt lấy cái gậy phang tập mạnh vào cái cửa sổ đánh chát một tiếng. Ba bóng người kia sợ hãi tức thì biến đi ngay. Tôi thở hổn hển, vừa kịp lúc thì bên ngoài có tiếng gà gáy sáng vang lên. Chỉ một khắc sau trời đã tăng tảng sáng. Tôi lo lắng nghĩ đến cậu Hoan. Cậu tôi tài phép có thừa mà chỉ mới đi khỏi nhà có mấy tiếng mà tôi đã gặp ma ngay rồi. Mấy con ma đã táo tợn đến nỗi dám thò tay vào định bắt tôi. Chờ trời sáng rõ, tôi đi rửa mặt, bảo với mẹ tôi đã dậy nấu ăn sáng. Xách xe đạp ra cổng, tôi cất tiếng gọi con Liên. Con Liên đi ra, nó mặt mày xanh lét lờ đờ như người thiếu ngủ. Tôi mới nói, làm sao mà Liên mắt thâm như mắt chó thế? Cho tao đi cùng với. Vừa đi tao vừa kể, nghe cái chuyện này nó hại lắm. Đêm qua tao không ngủ được. Nghe con Liên nói như thế, tôi đã hơi nghi nghi rồi. Có phải nó đã... Tôi mới hỏi lại nó. Xe hơi non đấy, để bơm cái đã. Liên nặng như con voi ấy. Con Liên bèn lườm tôi, rồi nó đưa cho tôi cái bơm để tôi hì hục bơm xe. Được một lúc thì bánh sau đã căng đét rồi. Tôi mới bảo con Liên leo lên. Tôi đạp xe ra lối dẫn đến trường. Có đoạn con Liên phải ghé chân vào đạp phụ với tôi để qua con dốc nữa. Vừa đi nó vừa thủ thỉ kể chuyện tối qua nó gặp ma. Nó gặp ma giống hệt tôi. Đó là ma con Yến. Tối hôm qua, lúc con Liên còn đang ngồi làm bài tập bên trong nhà, từ ngày bố nó bị trâu dẫm chết, nhà chỉ có hai mẹ con với bà nội nó. Gia đình không có bóng dáng đàn ông nên có phần vắng vẻ và hiu quạnh. Trời đã trở rét rồi nhưng nó vẫn mở cửa nhìn ra sân. Mẹ nó với bà đã đi ngủ từ sớm. Nó lấy cuốn tập ra viết rồi lại nhớ về con Yến với mái tóc đen dài và cái răng khểnh rất duyên. Trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Vừa thoáng nghĩ đến con Yến, nó vừa thương cũng vừa nhận ra hình như bên trong nhà nó tự nhiên lạnh hơn. Đúng rồi, trời không có gió nhưng toàn thân con Liên bỗng run lên cầm cập, như đang ngồi cạnh khối nước đá đang phả ra khí lạnh rất ghê. Nó rùng mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời không trăng sao, tối đen như mực. Chỉ thi thoảng có tiếng ếch ương kêu lên vài tiếng, rồi âm thanh xào xạc của những nhánh cây trái trong vườn. Bỗng đâu từ ngoài thổi vào một cơn gió rét lạ lùng. Con Liên co người hắt hơi mấy cái. Từ đâu bay vào trong ô cửa sổ có ba con chim, hai con khá lớn và một con nhỏ hơn. Nó đưa tay lên định vồ nhưng toàn trượt. Từ lúc gặp bọn chim này, nó như bị cuốn theo tiếng chim hót véo von, rồi từ từ chạy ra ngoài đuổi theo. Ba con vật đang vỗ cánh ngay trước mặt, chúng vẫn lượn vòng vòng, những tưởng chỉ cần đưa tay vồ là bắt được. Nhưng con Liên đuổi mãi mà con chim không dừng lại. Nó chạy ra vườn đến gần cái bờ rào mắt cáo nhìn sang bên kia đường. Ba con chim lượn lên không rồi đậu xuống đất. Có tiếng gọi từ xa xa vọng về trong gió núi. Tiếng gọi khi trầm khi bổng, khi âm vang khi lí nhí, chẳng biết là gọi ai. Nó thấy chỗ ba con chim đậu xuống có vật gì đen đen đang bò bên dưới đất, nhưng trời tối quá nó không nom rõ được. Hàng xà cừ hai bên đường lại tiếp tục rung lên đón trận gió buốt lạnh thêm một lần nữa. Nó đưa tay lầm vào trong túi áo, ra là nó vẫn cầm đèn pin trong túi lúc nó đi đuổi gà. Nó lôi cái đèn pin ra rồi bấm cho ánh sáng chiếu thẳng vào cái vật đen sì đang bò dưới đất. Chỉ một giây sau khi ánh đèn lóe sáng lên, nó chỉ kịp bịp mồm lại mà không dám hét lớn, vì cái vật đen đen bên dưới đang bò ngoài đường ấy chính là con Yến. Con Yến đang lết bên ngoài đường, hai chân nó bị bom phá nát, những mảng thịt da vương vãi khắp nơi, dính lại trên hai ống quần đã rách bươm sơ mướp. Trên ngọn xà cừ,
có hai cặp mắt xanh như thôi miên, cất tiếng khóc não nề. Con Liên giật mình ly ánh đèn về phía đó. Thì ôi thôi, cành cây có hai cái xác mặt mũi người ngậm, thân thể đã không còn, chả có ra hình thù gì. Cả mấy mét ruột rơi xuống từ trên ngọn cây lòng thòng như con rắn. Những mảnh chân tay mắc trên cành xà cừ cũng theo gió rung lên bần bật như có sự sống vậy. Rồi bất ngờ hai cái xác rơi xuống đất. Một tiếng bịch vang lên trong đêm tối. Con Yến đang bò chậm chậm bên dưới đất, bỗng thoăn thoắt lao lại phía cái hàng rào, nhô cái đầu lên. Rồi nó lấy cái tay chỉ vào mảnh xương sọ bị mảnh bom lát qua, chỉ còn dính ra một ít da đầu. Liên ơi, đầu tao có cháy không? Đi bắt sóc với tao, mày với thằng Thành phải đi với tao. Con Liên kêu toáng lên. Nó định bỏ chạy, nhưng mà hai chân như dính xuống nền đất, không nhúc nhích được gì. Nó đứng đối diện với con Yến, mà hai mắt mở to ra nhìn cái cảnh gớm ghiếc đấy. Con Liên tưởng rằng phen này bị ma bắt rồi. Nhưng đột nhiên, một con chim cú đen xì từ trong bụi tre bay đến. Nó đập cánh lao lại phía con Liên, cắt qua mặt nó rồi cất tiếng kêu. Khoảnh khắc ấy làm cho con Yến biến mất hoàn toàn. Toàn thân con Liên như được nhẹ nhõm đi. Nó chạy thẳng vào trong nhà. Vừa chạy, nó vừa nghe thấy bên tai có giọng nói quen quen, như là thì thầm vào tai vậy. Chạy đi, chạy đi con, chạy vào nhà đi. Nó nhận ra đó là giọng của bố nó, chứ chẳng thể nào sai được. Nó chạy vào đến trong nhà với tay đóng cửa lại, không quên ngó ra đường. Thì nó thấy ba cái bóng trắng kia vẫn đi lại bên ngoài, hướng về phía nhà thôi. Con Liên òa khóc lên vì sợ, mà cũng có thể là vì nhớ bố. Cả đêm nó không sao chợp mắt được, cho nên sáng nay lúc đi học gặp tôi thì mới trưng ra cái mặt cùng hai con mắt thâm quầng như gấu trúc. Tôi nghe xong câu chuyện của nó thì không khỏi nhớ đến câu chuyện lúc nửa đêm về sáng của chính tôi. Có lẽ nào lời cậu Hoan tôi nói là sự thật. Cậu tôi không chiêu hồn nhà bác Tĩnh được, nên bây giờ họ lang thang tìm về làng xóm để chiêu gạo hay chăng? Tôi thấy tình nguy mất, tôi phải làm gì đây? Bản thân tôi, cậu chưa truyền cho chút tài học nào để phòng thân cả. Lúc đi cậu chỉ đút vào túi quần tôi một cái lá bùa vàng, dặn tôi phải đeo vào cổ nếu đi về đêm. Tôi cứ băn khoăn nghĩ ngợi về điều đó, ngay cả khi ngồi trong lớp. Mấy lần cô gọi tôi thì tôi đều lơ đãng, một lúc sau mới giật mình đứng lên phát biểu. Chiều ngày hôm ấy, chúng tôi được về sớm. Con Liên với tôi dắt trâu đi thả cho ăn cỏ. Nhà nó lần trước, cậu tôi đòi được trâu thì về giao lại cho ba con. Thì mẹ nó bán đi hai con, chỉ để lại một con trâu cái cho nó đẻ. Nên con Liên có thêm công việc là mỗi khi chiều về không phải học hoặc về sớm thì tôi với nó sẽ đi chăn trâu gần chân đồi. Nói là chăn nhưng thực chất là đóng cọc cho con trâu tha hồ gặm cỏ. Còn hai đứa tôi đi kiếm khoai hoặc bẫy sóc bỏ vào cái lọ thủy tinh chơi xong lại thả đi. Tôi với nó ngồi chơi ở gò đất, nhìn con trâu cánh đồng rồi vạt rừng xanh xanh đang hứng nắng chiều chiếu xuống những vệt cam cam. Mùa này có lẽ là trời tối nhanh rồi. Con Liên bảo tôi. Thành ơi, chờ tao tí nhá. Mày đi đâu đấy? Nòm trâu đi, người ta đi đằng này một cái. Tôi gãi gãi đầu rồi hỏi lại. Đi đằng này là đi đằng nào? Ô, hay chửa. Đi đằng này là đi đằng nào? Đã bảo đi đằng này rồi, cứ hỏi mãi thế nhở? Nó gắt lên, làm tôi cũng cáu theo. Ơ, Liên Âm đi đâu đấy à? Cho đi với. Hay có gì ăn, định đi ăn mảnh à? Con Liên tức quá mới mắng tôi, làm cả tôi với nó ngượng chín mặt. Người ta đi đái, cứ hỏi mãi. Đã buồn thì chớ, mày đi cùng để mọc lẹo ở mắt à? Tôi cũng chẳng biết nói sao thì ấp úng chữa thẹn. Thế thì đi nhanh lên. Ra chỗ khuất kìa kìa, chẳng ai thèm nhìn đâu. Nhớ là trong chóng đấy nhá, không tao đánh trâu về cho mày ở đây ba bắt mày đấy. Con Liên giữ nắm đấm vào mặt tôi, ra ý dọa dẫm. Tôi cười lên khanh khách, rồi đung đưa chân đọc bài thơ cậu tôi dạy. Con trâu ăn cỏ đồng xa, bà tôi ở nhà đong gạo thổi xôi. Trên trời sao có mấy ngôi, tôi đem tôi đặt vào đôi mắt nàng. Đọc rồi tôi lại cười lên khoái chí. Cậu tôi làm thơ tám mẹ tôi ngày xưa nghe mới hay làm sao. Cũng vì cái chất nghệ sĩ xóm ấy mà sau này khối em chết mê chết mệt vì cái ngón thơ tình lãng mạn của tôi. Mải thơ phú mãi, tôi mới sực nhớ ra. Thôi xong rồi, sao nãy giờ cũng 15 phút rồi mà không thấy con Liên đâu. Có đi tè thì cũng chỉ vài phút là xong thôi chứ. Ai mà đi đái cả 15 phút thì nó trôi cả làng cả xóm mất.
Tôi tụt xuống gò đất rồi vỗ vỗ con trâu bảo: "Trâu ngoan, ở lại đây để ta đi kiếm xem con Liên nó ở đâu." Nói rồi tôi phủi đít quần chạy biến đi về phía chỗ con Liên. Tôi cất tiếng gọi từ xa để đánh động. Nếu con Liên vẫn ở đó, nó sẽ kêu toáng lên. Tôi đỡ phải lại gần thành ra vô duyên. Nhưng tôi đã gọi 3-4 lượt mà nó không đáp lại lời tôi. Tôi đánh liều chạy vào trong thì cũng không thấy nó đâu. Tôi hốt hoảng chạy lên đồi gọi váng cả lên: "Liên, Liên ơi, đi đâu rồi? Trời tối rồi đấy. Cậu tao dặn tối không được lang thang bên ngoài đâu, mà nó bắt đây." Nói đến đây tôi càng lo, trời sắp ngả hết bóng về tây rồi. Tức tốc tôi dắt trâu về nhà để báo với người hàng xóm. Vừa ra đến nơi thì gặp mấy bà cạnh nhà, tôi mới chạy đến gọi: "Ôi bác ơi, con Liên nó đi đâu rồi ấy? Cháu tìm mãi mà không được, các bác tìm giúp cháu với, hay là nó đạp vào rừng rồi?" Nghe tôi nói như thế, mọi người hốt hoảng bảo: "Thằng Thành, chạy về gọi thêm người ra nhốt trâu vào, gọi càng đông càng tốt nhé, để đi tìm nữa." Tôi vội vàng kéo con trâu về rồi gọi toáng lên: "Bà ơi, mẹ ơi, con Liên bị lạc rồi, bà với mẹ gọi thêm người đi tìm nó nhé." Tôi chạy vào nhà lấy cái gậy bịt vàng của cậu Hoan rồi sang nhà con Liên báo việc nó đi lạc. Mẹ nó cuống lên đi gọi hàng xóm, đèn pin đốt đuốc vào rừng tìm. Chẳng hiểu sao mọi người đi tìm khắp nơi mà tôi cứ phăm phăm nghĩ đến một nơi và đinh ninh con Liên đang ở đó. Người lớn đi tìm khắp cả ngoài bìa rừng rồi phía chân đồi bên kia. Còn tôi như có ai đưa chân, cứ bước từng bước thật nhanh, cầm cái gậy ra truyền. Chỗ tôi đang đến là một chỗ khá bí mật của mấy đứa chúng tôi. Đó là một cái hang bé bé nằm ở bên trong khe. Bọn con Liên hay ngồi đó để chơi truyền chắt với nhảy dây. Còn tôi hay nhảy xuống cái hồ có nước chảy từ trong mạch ngầm ra mà tắm, đôi khi còn ngồi câu cá. Chỗ ấy là đại bản doanh trốn nhà đi chơi của lũ bọn nhỏ chúng tôi, mỗi khi trốn học buổi chiều hoặc là về sớm. Tôi chạy lại chỗ đó, chỗ cái khe. Gió núi thổi xì xào nghe mà giận cái. Trời tối mịt rồi, tôi đi đèn pin ra xa, vừa cảnh giác soi lung tung lên các cành cây. Mắt láo Liên chỉ sợ có con gì nó nhảy xồ ra thì chết kiếp. Cậu tôi vẫn dọa trong núi này ngày xưa Giặc Minh đánh nhau với vua Lê chết nhiều lắm. Có lần cậu đi lấy gỗ còn gặp từng đoàn từng lũ kéo nhau như hành quân mờ mờ trong rừng. Ai lang thang trong này nhớ bị nó bắt hồn theo làm âm binh thì khổ. Với có nhiều hang động ngày xưa, quân giặc tử trận cũng không được vào chơi hay lấy bất cứ thứ đồ gì trong đấy. Tôi vẫn nhớ kỹ lời cậu dặn, nên hiếm khi tôi vào các hang ngốc sâu trong rừng mà chỉ quanh quanh quần quần ở mấy cái khe nhỏ gần bìa rừng mà thôi. Tôi vừa đi đến gần chỗ cái khe có hồ nước, đứng từ trên mép đá, tôi nhìn xuống soi đèn pin, thì quả nhiên có người đang ngồi trên một tảng đá, tay vẫn tung tung hứng hứng cái gì đó. Tôi mon men thận trọng bước chậm chậm lại, thì cho đến khi tới gần đến nơi, tôi bỗng trật chân ngã sức cả đùi, tay cũng tì vào sườn đá mà chảy máu. Nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy cái gậy gia truyền không buông. Tôi tụt xuống đến nơi, thì đúng rồi, đó là con Liên. Nó đang ngồi chơi truyền chắp một mình. Tôi cố gọi nhưng mà mắt nó nhắm nghiền lại, tựa như không nghe thấy tiếng tôi. Tôi leo lên phiến đá mà lay nó. Nó vẫn không mở mắt ra, vẫn truyền chắt đều trên tay. Rồi bất chợt nó dừng lại, miệng bấp máy, mắt vẫn không mở. Nó đưa quả chắt về phía đối diện rồi nói: "Đến lượt mày đấy, đến lượt mày truyền rồi đấy, Yến ơi." Tôi dùng mình nhớn nhác quay lại phía sau. Nhưng một điều lạ đã xảy ra trước mắt tôi. Cái quả bưởi để chơi truyền chắt, nó lơ lửng trên không trung, rồi từ từ như có ai đó nhét thẳng quả bưởi vào miệng con Liên, làm nó nghẹn lại và u ớ kêu tôi móc ra. Nhưng con Liên vẫn lấy tay mà ấn quả bưởi vào trong họng cho ngạt thở. Tôi không biết phải làm sao, cái gậy thì không biết đọc chú thế nào mới dùng được. Tôi nhớ ra là bùa cậu Hoan đưa cho tôi hôm trước, tôi vẫn còn đút trong túi. Khi này mà con Liên đã tái tím cả rồi. Tôi liền đeo lá bùa vào cổ nó, rồi nhanh như cắt đập tay tập mạnh vào lưng nó. Tức thì nó giật mình mở mắt như vừa thoát khỏi cơn ngủ mê. Quả bưởi bắn theo lực tay tôi đập phun ra ngoài. Con Liên thở mộc như con trâu. Tôi hỏi: "Gì mà đi đái lại ra đây chơi chắc thế này?" Con Liên định thần thì kêu lúc nó mới đi tè xong có người gọi. Nó là một đứa con gái rất quen, nhưng mà vẫn chưa biết là ai. Chỉ biết là con kia nó rủ đi chơi truyền. Mà con bé đó nó xinh lắm, trắng trẻo đẹp cái, nên nó cứ đi theo rồi ngồi chơi truyền. Tôi từng nghe đến chuyện người bị ma dẫn hay ma giấu rồi. Có lẽ con Liên cũng vậy chăng? Đang đứng nói chuyện thì con Liên vội hét lên chỉ ra phía sau lưng tôi, làm tôi giật mình quay người lại. Mắt tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ.
bên trong cái khe tối ấy mà chúng tôi hay chui vào để che mưa nắng, che mưa mỗi khi đi chơi. Có ba cái bóng đen gì, cặp mắt xanh lập lòe như ba cặp mắt mèo thành tinh trong đêm. Hai người kia đứng dậy, đứa trẻ con đi giữa còn vẫy tay vẫy hai đứa bọn tôi, ý bảo là vào trong đi. Nhưng tôi biết đó là cái thứ gì. Tôi không dại đến mức chui vào ấy để bị ma bắt nữa. Ba cái bóng gọi tôi không được thì chúng giận dữ bước ra ngoài. Tôi lùi lại sợ hãi đứng gần con Liên. Liên, có lá bùa nó không làm gì được đâu. Giờ Liên chạy về báo với mọi người, ra đây cứu tôi đi. Nhanh chân lên, không thì chết cả lũ bây giờ. Tôi giục con Liên chạy mau đi, nhưng nó sợ quá không dám nhúc nhích thì mếu máo. Tao sợ lắm. Thế còn mày, chúng nó bắt mày thì sao? Đừng lo, tớ đã có cây gậy của cậu Hoan đây rồi. Chạy ngay đi, không kịp thì nó dìm hai đứa xuống hồ chết đấy. Tôi đứng ra đằng trước lấy hết can đảm của thằng đàn ông 11 tuổi rồi hét đứng. Chạy mau đi. Con Liên nghe tiếng quát thì chạy biến đi. Tôi thì chẳng biết cái gậy này dùng ra làm sao. Tay tôi đã nhuốm máu vì vết sách ban nãy. Tôi lùi mãi cho đến khi vấp phải hòn đá phía sau, ngã ngửa ra đằng trước. Đầu tôi như đập vào cái gì cứng, làm đầu óc tôi choáng váng, quay cuồng như sắp ngất đi. Chỉ thấy những cặp mắt xanh ngày một tiến lại gần hơn. Con Liên lúc này cũng chẳng biết chạy ra được ngoài chưa. Tôi ôm chặt cây gậy, cố gắng bò lùm cùm dưới đất. Cái đèn pin đã rơi ra tắt một đi. Rồi đến khi choáng quá, không bò được nữa, tôi nằm bật ra đất rồi nói. Yến ơi, đừng có hại người. Cậu tao sẽ làm lễ giải oan thu hồn cầu siêu cho ba bố con nhà mày. Đừng có làm ác kẻo trời phạt đấy. Cậu tao nói trời có đức hiếu sinh, ma quỷ có tốt xấu. Mày đừng có mù quáng mà đi làm ma xấu đấy. Về rồi phải bị đầy dụng âm phủ đấy. Đáp lại những lời thao thao bất tuyệt của tôi chỉ là tiếng cười vang một khoảng trời bên trong khe. Cây gậy gia truyền trên tay tôi đã trơn tuột vì dính máu. Nó rơi ra đất và rung lên. Ba cái chấm đỏ trên thân gậy phát sáng như màu đỏ rực. Trong lúc lờ mờ ấy, tôi thấy có ba cái bóng chui ra từ ba cái chấm đỏ đấy bay ra ngoài. Ba cái bóng màu đỏ nhạt lờ mờ ngồi vây lấy tôi. Tôi chắc mẩm phen này tôi chết chắc rồi. Giờ có tận 6 con ma ở đây thì tôi coi như tới số. Nhưng tôi đã nhầm. Ba cái bóng ngồi bên cạnh tôi thì thầm với nhau. Chúng không có làm hại tôi, mà trên tay cầm mỗi người một cái gậy, đứng vây lấy xung quanh tôi như bảo vệ. Tôi nằm vật ra đất, chẳng biết đám này ở đâu ra mà lại bảo vệ tôi như thế. Nhưng có họ tôi cũng thấy có phần nào yên tâm hơn hẳn. Ba cái bóng đen kia đứng lại, không dám tiến lên nữa, mà thụt lùi lại phía sau rồi chạy biến đi mất. Bên tai tôi nghe có tiếng như cậu Hoan. Cậu Hoan, tôi đã về đúng lúc rồi. Cậu đã về rồi. Cậu tôi chạy đến nâng đầu tôi dậy rồi gọi lớn. Con ơi, cậu đây. Cậu Hoan nâng đầu tôi dậy, thấy đầu tôi ướt, có vết sách chảy máu. Có lẽ lúc tôi ngã xuống, đầu đập trúng một viên sỏi nào đó nên bị sách. Bảo sao nãy giờ tôi cứ choáng váng mà cũng nghĩ đấy là mồ hôi thôi. Cậu tôi cởi áo bịp vào đầu tôi rồi bế một mạch tôi về nhà. Tay tôi vẫn nắm chặt cái gậy, con Liên thì khóc hu hu chạy theo mọi người đón tôi về. Thế là hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy đầu có vết băng. Tôi thấy cậu tôi nằm ngủ gục bên ghế. Tôi lay lay cậu. Cậu về khi nào đấy? Cậu thức dậy. Có lẽ mệt quá cậu vừa ngủ thiếp đi. Cậu của tôi. Tiền sứ bố nhà mày. Bố đã dặn mày là không được đi tối cơ mà. Mà sao không nghe? Mày con Liên nó chạy về gọi đúng lúc tao từ quê lên. Nghe con Liên đi lạc, lại không thấy bay ở nhà là tao đã nghi rồi. Vừa chạy lên đồi thì gặp con Liên. Nó dẫn đường. Nó bảo mày đang ở và chặn mấy con ma đấy, nên tao mới đến ngay đấy. Cậu ơi, con thấy có ba con ma nó lạ lắm. Hình như là nó đứng ra bảo vệ con. Nhưng mà ba cái con ma mắt xanh kia, con cam đoan nó là con bé Yến. Vì hôm cậu mới đi, nó đã dám trêu, còn đưa tay nó dài cả mấy mét thò vào định kéo chân con nữa. Cậu tôi trầm ngâm bảo. Ba cái bóng bảo vệ ấy là ba người lính thân thiết ngày xưa của cụ Mai nhà mình. Sau ba người ấy chết trận rồi, cụ Mai cũng đem hồn về để yểm vào đây trợ hoa cho cây gậy. Vì họ là những người chính trực, lúc sống thì trung thành can đảm, chết rồi thì nguyện làm âm binh hầu cụ Mai đánh ma bắt quỷ. Nay con đã giải phóng cho họ thoát khỏi cây gậy rồi, thì cậu sẽ mời họ về cúng kiến đàng hoàng, rồi nuôi như âm binh giữ nhà giữ đất vậy. Tuy họ không quá mạnh, nhưng cỡ kẻ trộm hay những vong ma ngoài đường có ý định xấu ấy vào nhà mình ấy,
thì họ đánh đuổi được. Cậu sẽ nuôi như nuôi âm binh giữ nhà. Tôi nghe vậy thì bảo, thế còn Vong Quân Yến, cậu tính sao? Nó chết oan đấy, cậu đừng đánh khảo nó mà tội nghiệp. Cậu Hoan cười hiền, con cứ để cậu xử lý, cậu không có làm thế đâu, cứ nghỉ đi. Nói rồi cậu Hoan lại xoa đầu tôi. Rồi mấy hôm sau tôi khỏe, nhưng vết khâu vẫn còn. Cơ bản không quá nguy hiểm đến tính mạng, chỉ mất một tí da tí máu thôi. Tôi cũng là thằng lì lợm, những lần chạm trán đầu đời này cũng là lần mài giũa con người tôi về sau để trở thành gã thầy cúng nửa mùa mà Nam Chó vẫn hay bảo tôi. Tôi thấy cậu tôi làm lễ cúng, cậu tôi lưng đeo một cái cung tên, rồi tay cậu cầm cái hèo. Cậu Hoan khi làm lễ rất hiếm khi dùng nhiều giấy tiền vàng mã, vì theo cậu, người chết rồi thì không cần dùng nhiều đến vậy, chỉ cần chuẩn bị một ít giấy tiền gọi là tượng trưng thôi. Người chết chỉ cần sờ một cái là có thể sở hữu rồi. Người đời cứ thích đốt lắm ngựa xe tiền bạc cũng chẳng nhận được, chỉ làm giàu cho bọn làm hàng mã thôi. Và góp phần xả khói làm ô nhiễm không khí, chứ hay ho cái gì. Nên cậu tôi viết một cái sớ cúng chiêu hồn. Cậu làm ba cái vòng bằng tre gắn vào đầu một thân cây. Xung quanh thì cậu gắn lông ngỗng, ở giữa vòng tròn đốt một ngọn nến. Rồi dựng ba cây tre có gắn cái vòng tròn ở đầu đó lên. Tức thì cậu đọc sớ lâm nhâm, đọc chú rồi đốt đi. Lấy mũi tên bắn lên trời miệng quát lớn. Ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào, lục đinh đục giáp nghe lệnh ta, chiêu hồn những kẻ sau đây. Rồi cậu Hoan đọc tên tuổi của ba người chết, bắt đầu đọc thần chú liên hồi. Gió càng to, lồng ngỗng gắn xung quanh vòng tròn bay phần phật. Gió đằng tây lạnh như sắp đổ mưa, trăng bị mây đen che đi, trời tối om lại. Ba ngọn nến trước gió nhưng mà kỳ lạ không bị thổi tắt đi. Chẳng rõ những người ở đó xem có thấy hay không. Riêng tôi thì thấy rõ ràng có ba cái bóng đi lại phía cậu tôi, mờ mờ mà quỳ xuống trước mặt cậu, giống như họ đang nghe vậy. Tôi nhìn thấy họ cười gật đầu, rồi đón lấy một tờ gì đó như là tờ sắc. Cả ba quỳ xuống vái cậu tôi ba lạy, rồi cầm tờ giấy ấy đi thẳng về phía tây, nơi cuối chân trời. Về sau tôi mới biết đó là dẫn hồn phù dùng để đưa người về dưới âm để luân hồi chuyển kiếp. Từ đó cậu tôi nổi danh là thầy phù thủy có tiếng. Nhà tôi làm ăn khấm khá, cậu tôi buôn gỗ trúng quả nên phát lắm. Cậu xây điện thờ Quan Tam cai quản núi rừng. Rồi tôi cũng dần lớn lên, tôi muốn thoát ly, tuy thầy phép cậu đã truyền lại cả cho tôi hết. Nhưng về sau thấy tôi ban đầu không mặn mà với nghiệp thầy cúng, nên cậu không bắt ép tôi. Cho đến mãi sau này tôi đi học đại học, gặp Nam Chó thì tôi mới có dịp trổ cái tài ấy ra. Và quả thật cậu tôi nói không sai, tôi không thể thoát khỏi cái nghiệp làm thầy cúng, điều mà cậu tôi đã tiên đoán từ khi tôi mới được sinh ra. Các bạn thân mến, như vậy là câu chuyện nghề thầy cúng, ngoại chuyện riêng về Thành Mo và người bố của mình đã khép lại video ngày hôm nay. Nếu các bạn để ý thì ba con âm binh trong chuyện này chính là ba con âm binh xuất hiện ở phần đầu tiên của bộ truyện Ma Ám Xóm Trọ Sinh Viên. Bộ truyện này kể về lúc Thành Mo còn nhỏ và làm rõ hơn về nhân vật cậu Hoan, bố của Thành Mo, cùng với thời trẻ của cậu Hoan. Bộ truyện Ma Ám Xóm Trọ Sinh Viên các bạn có thể tìm thấy ở trong playlist Chuyện Ma Nguyễn Nam mình đã để ở dưới phần mô tả của video này. Nếu cảm thấy thú vị và hữu ích, các bạn có thể ủng hộ cho tác giả Nguyễn Nam cũng như Bí ẩn Radio thông qua hướng dẫn trong phần mô tả. Đặc biệt, các bạn có thể dễ dàng ủng hộ cho kênh thông qua quét mã QR code ở trong video mình đã để rồi. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.